Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin. Tiểu sử doanh nhân Minh Hải, bạn trai Hòa Minzy. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa thì đời tư của Hòa Minzy cũng được người hâm mộ quan tâm. Bạn trai của Hòa Minzy là một doanh nhân thành đạt ở Long An. Mới đây, nữ ca sĩ rời bỏ, đã lần đầu tiết lộ lý do chưa làm đám cưới mặc dù đã sinh quý tử. Bà bạn trai Hòa Minzy là ai? Bạn trai Hòa Minzy là thiếu gia Minh Hải, một quý tử trong một gia đình giàu có ở Long An. Anh không hoạt động trong giới giải trí. Hiện Minh Hải là giám đốc của công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây thuộc quản lý của gia đình thiếu gia Minh Hải, sinh năm 1988 là một doanh nhân có tiếng quê Long An. Anh và Hòa Minzy đã trải qua 3 năm hẹn hò lãng mạn. Cái kết cho mối tình ngọt ngào là cậu quý tử đầu lòng kháu khỉnh nhất nhì biz. Minh Hải là chàng trai có sở thích chơi đồ hiệu đắt tiền. Anh thường xuyên mua sắm những món đồ đắt tiền cho bản thân, tặng mẹ và tặng vợ. Hòa Minzy từng chia sẻ Minh Hải là người đã hỗ trợ cô rất nhiều trong công việc. Anh ấy là người rất tuyệt vời, có trí thức và lòng nhân ái. Tôi cũng rất hạnh phúc, cuộc đời ngọt ngào thật sự và giúp công việc thăng hoa hơn rất nhiều. Được biết, Hòa Minzy và thiếu gia miền Tây này đã hẹn hò được một thời gian, song cả hai quyết định giấu kín mối quan hệ này. Khi chuyện tình cảm của họ được công khai, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ chuyện tình của cặp đôi này. Người hâm mộ đánh giá, Hòa Minzy và Nguyễn Minh Hải rất đẹp đôi, giọng ca Thư Chưa Gửi Anh cũng hợp với nam doanh nhân này hơn là cầu thủ Công Phượng bạn trai cũ của cô. Trên trang cá nhân, Nguyễn Minh Hải công khai gọi Hòa Minzy là vợ, cô nàng cũng lưu số điện thoại của anh trong điện thoại là chồng. Trước đó, anh chàng này cũng úp mở chuyện sớm đưa nàng về dinh khiến người hâm mộ đồn đoán, mong chờ về một đám cưới khủng sắp diễn ra. Nguyễn Minh Hải rất yêu thích đồng hồ. Trong ảnh là bộ sưu tập đồng hồ dây da cá đuối mài của thương hiệu Illux chế tác riêng cho anh. Tất nhiên, giá thành của nó không hề dễ thở chút nào. Thiếu gia Minh Hải và Hòa Minzy viên mãn với quý tử đầu lòng. Mới đây Hòa Minzy khiến cư dân mạng không khỏi phấn khích khi lần đầu tiên công khai quý tử đầu lòng. Nữ ca sĩ đã đăng lên trang cá nhân và fanpage, Hòa Minzy chính thức xác nhận có con đầu lòng và gia nhập mẹ bỉm sữa Biz sau thời gian dài im lặng. Cậu bé bò cực dễ thương liên tục có những clip triệu view khi chưa đầy 2 tuổi khiến dân tình thích thú. Những khoảnh khắc đáng yêu cùng con trai được mẹ Hòa chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội. Mới đây Hòa Minzy đã hào hứng thông báo kênh YouTube của bé bò đạt nút bạc. Cậu bé đã gia nhập hội nhóc tỷ đáng yêu nhất showbiz và đã chứng minh sức hút của quý tử nhà Hòa Hải. Bên cạnh đó Hòa Minzy còn gây bất ngờ khi khoe ảnh bé bò bên bà nội, mẹ thiếu gia Minh Hải. Nhiều người đã nhận xét quý tử là bản sao giống y như đúc bà nội của mình. Qua những khoảnh khắc chia sẻ có thể thấy được Hòa Minzy rất được lòng bên nội. Hòa Minzy tiết lộ lý do chưa kết hôn, mặc dù đã sinh quý tử trong buổi livestream giao lưu cùng fan mừng sinh nhật tuổi mới Hòa Minzy, tiết lộ bạn trai Minh Hải đã nhiều lần cầu hôn. Thế nhưng cô vẫn chưa chấp nhận. Hòa Minzy bộc lộ mong muốn sẽ sinh đủ 2 đứa con trước khi kết hôn. Lý do là để 2 đứa xách váy cho mẹ vào lễ đường. Mong muốn này cũng được Minh Hải đồng ý. Hòa Minzy chia sẻ trong một sự kiện giới thiệu phim, em luôn luôn có mong muốn nuôi em trai ăn học, công việc xong xuôi mới nghĩ đến việc kết hôn. Kết hôn với em cũng không quan trọng bằng việc mình sống cùng người mình yêu và hạnh phúc thế nào. Trước đó năm 2019, Hòa Minzy và Minh Hải làm rộ tin bí mật kết hôn vì liên tục gọi nhau và chồng vợ trên mạng xã hội. Thậm chí cả hai còn công khai sống chung một nhà. Trên trang cá nhân, Minh Hải gọi Hòa Minzy là vợ, và tách cô vào bài đăng trên Facebook của mình, nào giờ có thói quen chỉ khoe đồ mẹ tặng. Nay em khoe luôn đồ vợ tặng, chắc là bù cho sự nhớ nhung da diết của mình đây mà. Thank you so much me darling. Câu trả lời trên của Hòa Minzy, có thể hiểu cô muốn chăm lo cho em trai xong xuôi mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Cô cũng cho biết thêm khi kết hôn sẽ thông báo với fan để chúc mừng, chứ không giấu giếm. Trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội, hình ảnh doanh nhân Nguyễn Minh Hải gắn liền với cơ ngơi đồ sộ, biệt thự khủng và tín đồ hàng hiệu có giá trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ. Dữ liệu của Dân Việt cho thấy, doanh nhân Nguyễn Minh Hải, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1988, tại Long An, là thiếu gia của cặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Minh Đăng và bà Nguyễn Thị Lan. Ở thời điểm hiện tại, doanh nhân Nguyễn Minh Hải là đại diện pháp luật, tổng giám đốc của công ty cổ phần phân bón Long Việt Phân bón Long Việt. Đây cũng là doanh nghiệp Nguyễn Minh Hải nắm giữ 12,5% vốn điều lệ, bên cạnh bà Nguyễn Thị Lan mẹ Nguyễn Minh Hải, sở hữu 82,9%, còn lại là ông Nguyễn Minh Đăng, bố Nguyễn Minh Hải. Chỉ tính riêng phân bón Long Việt, tài sản của doanh nhân Nguyễn Minh Hải ước khoảng 30 tỷ đồng, phân bổ tổng tài sản theo tỷ lệ sở hữu. Bên cạnh phân bón Long Việt, Nguyễn Minh Hải còn là sáng lập, sở hữu cổ phần tại các công ty của gia đình liên quan đến sản xuất, phân phối phân bón NPK như công ty cổ phần quốc tế Hưng Nông, sáng lập,
sở hữu 15% vốn, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đăng Lan, từng được sở hữu 66,67%, hiện đã chuyển sở hữu cho ông Nguyễn Minh Đăng. Ông Nguyễn Minh Hải cũng hợp tác kinh doanh với các doanh nhân khác liên quan kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, như thành lập công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch The Palm, sáng lập, nắm giữ 30% vốn điều lệ, xuất nhập khẩu hàng hóa, như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Thiên Ân Group, hiện đang tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ngoài phân bón Long Việt, các công ty liên quan doanh nhân Nguyễn Minh Hải đều có quy mô nhỏ. Kể từ ngày công khai chuyện có con, Hòa Minh Di khiến nhiều người thích thú khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình lên trang cá nhân. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới nhưng Minh Hải và Hòa Minh Di đã sinh sống với nhau như vợ chồng tại một biệt thự sang trọng với cậu con trai ngày càng lớn, cặp đôi được gia đình hai bên nội ngoại hết mực yêu thương. Tuy nhiên, cũng từ đây mà có nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy đến với gia đình nhỏ này, trong đó có một vài bình luận cho rằng chồng của nữ ca sĩ đã có vợ và con riêng khiến mọi người hoang mang. Trở thành bà mẹ khi chỉ mới 24 tuổi và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng Hòa Minh Di luôn chứng minh cho mọi người thấy khả năng làm mẹ vô cùng tuyệt vời của cô. Được biết từ khi sinh ra được 3 tháng, cậu con trai đã cùng mẹ nhiều lần đi khắp nơi. Gần đây, Hòa Minh Di cũng gia nhập hội nghiện con của showbiz Việt với những thành viên nổi bật như Hà Hồ, Đông Nhi. Hòa Minh Di thường xuyên chia sẻ những bức ảnh của con cưng trên trang cá nhân và lập hẳn một Instagram riêng để thoải mái đăng ảnh, khoe mọi khoảnh khắc đáng yêu của quý tử. Bên cạnh tình cảm của cộng đồng mạng dành cho bé bo con trai Hòa Minh Di, thì mối tình của nữ ca sĩ với thiếu gia Minh Hải khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội rộ nghi vấn cặp đôi chia tay. Nguồn cơn xuất phát từ việc giọng ca rời bỏ và bạn trai dù đã có con chung, nhưng vẫn để chế độ độc thân trên Facebook. Bên cạnh đó, các thám tử mạng còn phát hiện cả hai không nhắc đến nhau trong ngày Valentine, cũng như không tương tác trong suốt 4 tháng. Trong nhiều năm gắn bó, Hòa Minh Di và bạn trai đều không ngại khoe niềm hạnh phúc trên mạng xã hội. Ngoài đăng ảnh tình tứ, cả hai còn chăm chỉ tương tác qua lại, khiến dân mạng luôn bật cười thích thú. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hòa Minh Di và thiếu gia Minh Hải bị nghi ngờ trục trặc tình cảm. Nguyên nhân bắt nguồn từ những dấu hiệu bất thường trên mạng xã hội. Gần 4 tháng không tương tác theo quan sát, bài đăng gần nhất Hòa Minh Di tách tên Minh Hải đã là từ 31 tháng 10 năm 2021. Kể từ đó tới nay, cả hai không nhắc đến nhau trên trang cá nhân, dù ở khía cạnh nào. Đối với một cặp đôi chăm chỉ tương tác, tạo ra những sự vui vẻ trên mạng như Hòa Minh Di, Minh Hải, sự im lặng này được cho là bất thường. Loạt dấu hiệu đáng ngờ từ sản phẩm âm nhạc của Đức Phúc trước thềm Valentine, Đức Phúc trình làng sản phẩm âm nhạc mới với chủ đề tình yêu, có cả cảnh cầu hôn thật của một cặp đôi. Hòa Minh Di cũng thể hiện sự ủng hộ cậu em bằng cách góp mặt trong MV này, ngoài ra còn PR nhiệt tình trên mạng. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Hòa Minh Di chia sẻ một số khoảnh khắc xúc động của cô trước màn cầu hôn trong MV. Cô viết kèm lấp lửng, rồi một ngày Hòa sẽ nói cho mọi người biết khoảnh khắc lúc này Hòa thực sự nghĩ gì. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Hòa Minh Di cũng liên tục xác nhận chưa từng có màn cầu hôn nào với thiếu gia Minh Hải. Điều này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, bởi cả hai đã gắn bó vài năm và có cả con chung. Cũng trong ngày 12 tháng 2, Minh Hải có bài đăng thể hiện sự ủng hộ sản phẩm mới của Đức Phúc. Đáng chú ý, anh không hề tách tên Hòa Minh Di hay nhắc đến bạn gái nửa lời, dù cô tham gia diễn xuất trong MV này. Rồi đến Valentine im hơn cả chữ im cho tới ngày Valentine, cả Minh Hải và Hòa Minh Di cũng đều không có động thái thể hiện tình cảm hay sự quan tâm lẫn nhau trên mạng xã hội. Hòa Minh Di đăng ảnh lẻ bóng, chỉ chúc mừng Valentine mọi người mà không nhắc đến chuyện tình cảm của mình. Còn đàn trai Minh Hải cũng chẳng có động thái kỷ niệm với Hòa Minh Di, anh chỉ chia sẻ một bài đăng nói về tình yêu. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng hỏi thẳng Minh Hải, chuyện đã quá lâu không tương tác gì với bạn gái, như quan ngại cho tình cảm của cả hai. Từ loạt chi tiết trên, nhiều người cho rằng chuyện tình cảm của Hòa Minh Di và Minh Hải đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là những dấu hiệu mạng xã hội, thực hư ra sao phải chờ người trong cuộc lên tiếng. Trước tin đồn này, chúng tôi đã liên hệ với Hòa Minh Di sau nhận được tín hiệu thuê bao. Về phía quản lý nữ ca sĩ, người này cho biết đang tiếp nhận thông tin và sẽ có phản hồi sau. Tuy nhiên ở cuộc gọi thứ hai, anh không nhấc máy. Hiện tại, cả Hòa Minh Di và thiếu gia Minh Hải vẫn chưa có động thái mới trên mạng xã hội. Netizen vẫn đang bàn tán xôn xao, không khỏi hoang mang trước tin đồn này. Giữa lúc này, những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa giữa Hòa Minh Di và Minh Hải đã được dân tình chia sẻ rầm rộ trở lại. Cụ thể đáng chú ý trong số đó, chính là clip giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, cầu hôn bạn trai thiếu gia giữa nơi đông người. Theo đó, khi có mặt ở một phòng trà, Hòa Minh Di đã trình bày ca khúc cầu hôn để dành tặng bạn trai. Người đẹp sinh năm 1995 diện váy xinh đẹp như công chúa, vừa ôm bó bông lớn vừa hát. Trong suốt quá trình thể hiện ca khúc này, nữ ca sĩ và bạn trai liên tục có những hành động tình tứ, khiến khán giả bên dưới nhiệt tình reo hò.
đặc biệt khi hát đến câu "Anh Lê em không? Có muốn về nhà với em không?" Hòa Minzy còn quỳ gối và nắm chặt tay Minh Hải. Hành động của Hòa Minzy khiến ai nấy cũng không khỏi bất ngờ. Khi nhiều khán giả bên dưới nhiệt tình reo hò, thiếu gia Minh Hải đã có hành động đáp lại người yêu của mình. Lúc này Minh Hải cũng quỳ xuống và hát nhắn gửi đến bạn gái, "Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh xây đủ lớn để rồi thời gian, ta lại có nhau." Kết thúc màn trình diễn này, Hòa Minzy và bạn trai dành cho nhau cái ôm ngọt ngào, cười tít mắt đến mức khán giả bên dưới ai cũng reo hò, hạnh phúc lây. Ở thời điểm đứng trên sân khấu này, Hòa Minzy cũng được cho là đang mang thai con đầu lòng của bạn trai giàu có. Soi lại khoảnh khắc hạnh phúc này, dân tình không khỏi hoang mang trước tin đồn Hòa Minzy và bạn trai đã đường ai nấy đi. Giữa ồn ào đường ai nấy đi, động thái của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Trong lúc dân tình còn đang nhôn nháo, bạn trai thiếu gia của nữ ca sĩ có hành động gây chú ý. Theo đó, nam doanh nhân này đã đăng tải một đoạn story, đó là một bức ảnh khoe gương mặt điển trai cùng body 6 múi. Anh còn đính kèm dòng trạng thái trêu đùa, sao ai cũng bảo tôi ghép hình là thế nào nhỉ? Động thái này khiến dân tình càng thêm nghi ngờ hơn về tình trạng mối quan hệ của thiếu gia Minh Hải và Hòa Minzy hiện tại. Dường như đến hiện tại, người trong cuộc vẫn quyết giữ im lặng thay vì lên tiếng. Hòa Minzy là ca sĩ trẻ Việt sở hữu giọng hát rất nội lực và truyền cảm, dù là hát live đi chăng nữa chưa từng có ca khúc nào có thể làm khó được cô. Vượt mặt nhiều thí sinh năm 2014, Hòa Minzy đoạt giải quán quân của chương trình Học viện Ngôi Sao, nhờ đó khán giả đã biết đến và yêu quý cô nhiều hơn. Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31 tháng 05 năm 1995, sinh ra và lớn lên trong gia đình gồm 4 chị em gái và một em trai ở Bắc Ninh. Được biết bố mẹ của nữ ca sĩ là những người lao động thuần nông. Từ nhỏ Hòa đã có tính tự lập, năm 11 tuổi, nữ ca sĩ đã xin bố mẹ một mình lên Hà Nội, tự lao động, mưu sinh và dành dụm tiền để trang trải học phí thanh nhạc. Số tiền đầu tiên Hòa kiếm được để chi trả cho bản thân đó chính là hát phòng trà và các quán cà phê. Năm 2014, Hòa Minzy tham gia Học viện Ngôi Sao và ngay từ ban đầu đã được ban giám khảo đánh giá là một trong những thí sinh nặng ký. Vào đêm chung kết, Hòa Minzy thể hiện ca khúc Làng Quan Họ Quê Tôi, xuất sắc vượt mặt các đối thủ đáng gờm khác như Hoàng Yến Chi Bi và Bảo Kun để giành lấy ngôi vị cao nhất trong thời khắc đăng quang. Hòa Minzy hạnh phúc chia sẻ, người chiến thắng không phải là người giỏi nhất, mà là người có thể làm được gì để đáp lại tình cảm của mọi người đã dành cho mình suốt thời gian qua. Trước khi vào Học viện Ngôi Sao và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa là người hoàn hảo. Nhưng tôi đã nhận ra được những khuyết điểm của mình để có thể tiếp tục con đường âm nhạc. Sau cuộc thi, cô chính thức bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Hòa Minzy và ồn ào tình ái với Công Phượng. Năm 2014, Hòa Minzy vướng nghi vấn hẹn hò cùng với cầu thủ Công Phượng, cả hai chính thức công khai sau một năm đồn thổi. Chuyện tình của cặp đôi đã vướng nhiều tranh cãi từ dư luận khi thời điểm đó, Công Phượng đã là cái tên đình đám trong làng bóng đá, còn Minzy chỉ là ca sĩ mới nổi. Đến tháng 11 năm 2016, sau khi ra mắt MV Sống Không Hối Tiếc, Hòa Minzy chính thức tuyên bố đã đường ai nấy đi với Công Phượng. Sự việc này khiến Hòa Minzy hứng chịu không ít gạch đá khi cho rằng cô đang dùng đời tư để lăng xê sản phẩm mới và tạo chiêu trò để nổi tiếng. Song cũng có thông tin từ bạn thân của Công Phượng cho hay, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh chia tay vì bị phía gia đình bạn trai phản đối. Tổ ấm viên mãn của Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia. Sau mối tình chóng vánh với Công Phượng, Hòa Minzy tiến đến mối quan hệ hiện tại với doanh nhân Minh Hải, người thừa kế của công ty Long Việt, công ty phân bón lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2017 và thường xuyên khiến dân tình ngưỡng mộ bởi sự lãng mạn mà họ dành cho nhau. Năm 2019, cặp đôi công khai sống chung nhà và dụ tin bí mật kết hôn. Tháng 7 năm 2019, Hòa Minzy vướng tin đồn sinh con đầu lòng cho bạn trai đại gia, nhưng cô chọn cách im lặng. Cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2021, Hòa Minzy mới chính thức khoe ảnh con trai gần 2 tuổi lên trang cá nhân, sau thời gian dài im lặng. Kể từ sau công khai, quý tử nhà Hòa Minzy, bé bò đã nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo bởi vẻ dễ thương và lém lỉnh của mình. Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con thông minh và tâm lý. Ở tuổi 26, Hòa Minzy được ngưỡng mộ với tổ ấm viên mãn khi có con trai kháu khỉnh, được bạn trai quan tâm chiều chuộng và được mẹ chồng yêu thương hết mực. Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công, Hòa Minzy cũng được chú ý khi làm mảnh ghép trong gia đình Hoa Dâm Bụt, gồm cô, Đức Phúc và Eric. Hội bạn thân này thường xuyên xuất hiện chung trong các dự án âm nhạc, game show và liên tục mang lại tiếng cười cho khán giả bởi độ lầy lội, đáng yêu của họ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.